Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi tiếp tục quay trở lại gửi tới các bạn với một thông tin rất là nóng và rất là buồn, bàng hoàng cho lại làng giải trí Việt nữa rồi. Đó là nói về ca sĩ Vân Quang Long qua đời ở tuổi 41 tại Mỹ. Quá bàng hoàng luôn các bạn. Một video trước tôi có gửi cho các bạn thì một nhạc sĩ rất trẻ tuổi, mới có 29 tuổi ở Quảng Nam mới qua đời vì điện giật. Thì ngày hôm nay giờ này lại tiếp tục là một ca sĩ rất nổi tiếng, làng giải trí Việt Nam của mình lại ra đi. Trong năm 2020 này quả thật là một năm rất là tang thương cho là làng giải trí Việt. Và chia sẻ với là các báo chí là ca sĩ Linh Phương xác nhận là cứu thành viên 1088 Vân Quang Long đột ngột qua đời tại Mỹ vào tối ngày 29 tháng 12 năm 2020 giờ Việt Nam. Thì tối 29 tháng 12 giờ Việt Nam ấy, chia sẻ với các báo giới, ca sĩ Linh Phương cho biết Vân Quang Long đã qua đời tại Mỹ. Linh Phương nhận tin buồn từ người thân và gia đình của nam ca sĩ. Tạm biệt người anh có rất nhiều kỷ niệm với em. Anh đã ra đi thanh thản, ca sĩ Linh Phương chia sẻ. Và ca sĩ Quách Tuấn Du á, là chia sẻ là Vân Quang Long qua đời vì đột quỵ sau khi tắm. Thì các bạn thấy không, tắm rất là nguy hiểm. Lúc trước một nghệ sĩ rất nổi tiếng, đó là nghệ sĩ Anh Vũ, cũng là qua đời cũng vì đột quỵ mà tắm. Tắm xong là anh ngủ luôn. Bây giờ đây đến là một nghệ sĩ khác, rất nhiều là vì cái việc tắm đêm đó, hoặc là tắm xong là đột quỵ rất là nhiều. Đó các bạn thấy rất là nguy hiểm. Và Nhật Tinh Anh cũng bàng hoàng trước thông tin thành viên của nhóm 1088 qua đời. Hiền ơi, đó là tên thật của là Vân Quang Long. Bùn rủn chân tay lúc 4 giờ sáng. Trên trang cá nhân của ca sĩ Lâm Chân Huy viết: em đau quá anh ơi, anh đi rồi sao? Em không tin, em không muốn tin. Đó là nam ca sĩ là cho biết Vân Quang Long vẫn luôn ở trong trái tim anh, không bao giờ rời xa gia đình và đồng nghiệp. Và Vân Quang Long tên thật là Lê Quang Hiền, sinh năm 1979 tại Đồng Tháp. Vì niềm đam mê với âm nhạc, nam ca sĩ gia nhập là nhóm 1088 và trở thành một trong những giọng ca đầy yêu mến nhất giai đoạn đầu thập niên 2000. Nhóm nhạc ra đời, ra mắt dưới sự là đỡ đầu của cố nhạc sĩ Đỗ Quang. Và sau khi 1088 tan rã, Vân Quang Long phát hành một số đĩa nhạc solo và gây chú ý với các ca khúc Nhật Ký Cho Ai, Bé Mắt Nhung, Thư Cuối, Bởi Tin Lời Thề. Ngoài ra anh còn được yêu mến nhờ các bài hát song ca cùng Cẩm Ly như Nợ Duyên, Anh Cố Quên Em, Giọt Nước Mắt Muộn Màng, Ngày Mai Mưa Thôi Rơi. Vân Quang Long từng chia sẻ với truyền thông anh cảm thấy thị trường âm nhạc Việt Nam không còn phù hợp với bản thân nên thường ra nước ngoài diễn. Từ tháng 3 năm 2017, nam ca sĩ định cư tại Mỹ và tập trung và kinh doanh nhà hàng bất động sản. Khi có thời gian rảnh, cựu thành viên 1088 vẫn đi hát tại các sự kiện của là cộng đồng người Việt. Ngoài ra anh và các đồng nghiệp Phan Đình Tùng, Hồ Ngọc Hà, Lệ Quyên còn hợp tác làm chung công ty về sản xuất âm nhạc. Vân Quang Long kết hôn lần đầu với một nha sĩ, tuy nhiên anh không công khai hình ảnh mà giữ bí mật chuyện riêng tư. Ở cuộc hôn nhân đầu, Vân Quang Long và vợ có hai con. Họ ly hôn vào năm 2015. Đến năm 2017, Vân Quang Long lại tái hôn. Và theo nguồn tin của là báo Zin, Vân Quang Long thường xuyên bay về giữa Mỹ và Việt Nam để thăm hai con của cuộc hôn nhân đầu tiên. Nên đây là một sự ra đi quá bất ngờ. Tôi không thể nào, tính bản thân tôi cũng không thể nào tin nổi. Tại vì Vân Quang Long tôi cũng thường nghe nhạc của anh. Đó. Và bây giờ chỉ một cái tin này thì đúng rất showbiz, trong làng showbiz Việt thì quá bàng hoàng là đúng rồi. Vừa rồi cố nghệ sĩ Chí Tài, một danh hài của làng giải trí Việt Nam cũng như là ở hải ngoại, anh ra đi ở tuổi 62
cũng đột quỵ. Đúng là cái bệnh tim mạch, bệnh đột quỵ ngày hôm nay trên đất nước Việt Nam của chúng ta vô cùng là nguy hiểm. Giờ đây Vân Quang Long lại xảy ra là do là bên Quách Tuấn Du nha, ca sĩ Quách Tuấn Du là nói là đột quỵ là sau khi tắm. Quả thật rất là bàng hoàng cho là các là giới nghệ sĩ cũng như là những người mến mộ tới là ca sĩ Vân Quang Long này. Anh sinh năm 1979 thì đến nay là 41 tuổi, tuổi đời còn quá trẻ và sự nghiệp thì đúng còn rất là nhiều, rất là nhiều, nhiều là để tiến triển đó. Giờ đây là đúng là mới làm cho làng giải trí Việt Nam thì quá là bàng hoàng, quá lỗi kinh hoàng luôn chứ bừng nói. Năm này là không biết bao nhiêu nghệ sĩ tài ba đều ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ, như Anh Vũ, Mai Phương, rồi là những nhạc sĩ vừa rồi đó, Trần Phú Thiên, rất rất nhiều. Rồi đến Vân là Vân Quang Long lại tiếp tục lại ra đi nữa, để lại cho cái giới nghệ sĩ nỗi đau là không cùng luôn các bạn đó. Và anh đã qua đời tại Mỹ, đây là một cái thông tin thì rất chính xác và báo chí đã ra rất nhiều đó, nên là không biết nói gì hơn nữa. Tôi cập nhật là những cái tin tức mà không thể ngờ được luôn đó các bạn, không thể ngờ. Vì ngày hôm nay mà sao là những nghệ sĩ trong năm 2020 này họ là cứ ra đi đột ngột. Nói chung là tài sản này, danh vọng này, địa vị này họ đều rất là có, mà đúng thì cuộc đời chẳng ai biết trước được cái sự việc của mình, không ai biết trước được điều gì, thấy không? Cuộc sống đúng là vô thường, không nói trước được. Đang khỏe mạnh đó, thấy không, một ca sĩ mới đó mà giờ lại là ra đi bệnh viện nữa rồi. Nhất là cái vụ là của là nghệ sĩ Chí Tài, anh đã làm cho là tất cả chấn động ở nước Việt Nam cũng như ở hải ngoại. Không ai là không nhắc tới những tên Chí Tài. Bây giờ là ca sĩ là Vân Quang Long cũng vậy, một con người ca sĩ rất cũng là nổi tiếng một thời mà lại ra đi quá đột ngột. Và tôi sẽ cố gắng cập nhật những thông tin liên quan tới ca sĩ Vân Quang Long để tôi gửi tới phục vụ quý vị và các bạn về là cố nghệ sĩ này như thế nào, để các bạn tiện theo dõi. Và đến đây thì tôi cũng xin tạm dừng video lại. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo trên kênh của Minh Hải Miền Đông. Xin chào và tạm biệt.